Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật lại cái chiến dịch của Arbitrum Odyssey. Thì hiện tại chiến dịch Arbitrum Odyssey nó đã kết thúc rồi nha các bạn. Thì hiện tại nó đã kết thúc rồi. Thì trong cái việc kết thúc này thì nó sẽ còn một cái NFT cuối cùng. Thì cái NFT cuối cùng này nó sẽ cho chúng ta claim vào ngày 1 tháng 12. Vào ngày 1 tháng 12 thì nó sẽ mở link claim cho chúng ta. Thì để đủ điều kiện claim cái NFT cuối cùng này thì bắt buộc các bạn phải sở hữu là 12 trên 15 NFT trong chiến dịch Odyssey nha. Đấy, trước ngày 30 tháng 11 thì nói chung là trong chiến dịch Odyssey này nó sẽ có 15 dự án và 15 NFT. Thì trước đây chúng ta đã làm hết rồi. Thì các bạn, nếu mà các bạn đang sở hữu trên 12 NFT trong chiến dịch Odyssey thì các bạn sẽ đủ điều kiện là claim được cái NFT cuối cùng vào ngày 1 tháng 12. Đấy. Còn đối với bạn nào mà chưa đủ 12 NFT trong chiến dịch Odyssey thì các bạn có thể là mua nha, các bạn có thể là mua. Đấy. Thì nó sẽ snap, các bạn lưu ý này. Nó sẽ snapshot vào ngày 30 tháng 11 lúc 12 giờ ETH nha. Thì hôm nay là ngày 29 rồi, ngày mai nó sẽ snapshot. Cho nên là anh em nào mà chưa đủ 12 NFT của chiến dịch Odyssey thì có thể là bỏ tiền ra mua. Đấy nha, bỏ tiền ra mua cho đủ 12 NFT. Thì về việc là, và các bạn lưu ý luôn, mình nhắc là về cái airdrop, về Arbitrum nó có airdrop token lần 2 hay không thì mình không rõ nha. Nha. Đấy. Về việc Arbitrum nó có airdrop token lần 2 hay không thì không ai biết được. Đấy, tại vì bởi vì vậy bạn nào muốn claim cái NFT cuối cùng của Arbitrum thì có thể là đi mua cho đủ là 12 trên 15. Còn bạn nào mà đã đủ rồi thì thôi, không cần mua nữa, để tự động là ngày 30 nó snapshot xong thì chúng ta sẽ claim NFT cuối cùng vào ngày 1 tháng 12. Đó. Đây này. Minter và Bochain đều đủ điều kiện này nha. Đấy. Thì để kiểm tra là trong chiến dịch Odyssey của các bạn có đủ 12 NFT hay không? Thì bây giờ các bạn có thể là vào sàn Element hoặc là OpenSea để các bạn là kiểm tra, hoặc nếu mà thiếu thì các bạn có thể là mua luôn. Thì về Element thì mình sẽ để lại cái đường link element.market dưới phần mô tả video cho mọi người. Đấy. Sau đó thì mọi người nhấn vào chỗ chuyển mạng này. Trên market nhấn vào chỗ chuyển mạng này. Các bạn chọn là Arbitrum. Đấy. Và trên ví MetaMask của các bạn cũng chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum luôn giúp mình. Nha, các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Arbitrum luôn giúp mình. Sau đó thì các bạn connect với thôi. Nhấn vào nút connect này rồi connect với thôi. Nha, tại vì ở đây mình đã connect rồi, mình không connect nữa. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái avatar profile của các bạn ở phía góc trên bên tay phải. Và vào chọn vào profile là cái mục đó là My NFT. Đấy. Thì trong đây thì trên mạng lưới Arbitrum của các bạn đang có NFT gì thì nó sẽ hiển thị ở trên đây hết luôn cho các bạn. Đây. Thì để kiểm tra cái bộ sưu tập Odyssey của chiến dịch Arbitrum, của mạng lưới Arbitrum, thì các bạn làm như sau. Thì sau khi các bạn vào phần là My NFT xong thì các bạn ở cái phần ở dưới chữ status này này, ở phần là collection này nha, ở cái phần collection này này nó sẽ có cái ô là tìm kiếm OC á, các bạn nhấn vào. Rồi các bạn search cho mình cái chữ đó là OD. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái bộ sưu tập của Arbitrum Odyssey NFT này. Đó, các bạn nhấn qua. Đó, thì trong cái chiến dịch này thì nó sẽ hiện ra là tất cả các NFT của trong chiến dịch Odyssey. Đó, là bao nhiêu NFT. Ví dụ các bạn có thể là nhìn
sau khi các bạn search cái chữ là Odyssey này thì nó hiện bao nhiêu, cái số lượng của các bạn đang sở hữu bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị này. Đó, hiện tại mình là sở hữu 16 NFT nha. 16 NFT là do là dư ra là cái NFT của cái một cái dự án banner khác thôi. Đó. Tại vì mình đã có 16 rồi cho nên là mình sẽ đủ điều kiện là claim NFT cuối cùng. Tại vì nó chỉ yêu cầu đó là 12 trên 15 NFT thôi nha, 12 trên 15 thôi. Tại vì thế thì các bạn chỉ cần là sở hữu 12 NFT thôi là các bạn đủ điều kiện claim cái NFT cuối cùng. Đấy. Còn đối với bạn nào mà không đủ 12 NFT nha, không đủ 12 NFT thì các bạn phải mua cho đủ. Đấy, nếu mà các bạn muốn tham gia làm cái NFT cuối cùng thì bắt buộc các bạn phải thì sở hữu trên 12 trên 15 NFT trong chiến dịch Odyssey. Đấy. Thì đây là những cái NFT trong chiến dịch Odyssey của các bạn nha. Thì và các bạn lưu ý luôn là những cái NFT nào mà nó không hiển thị hình ảnh á, những cái NFT nào mà nó không hiển thị hình ảnh như cái NFT này của mình này này thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ đi tay thôi, các bạn nhấn vào chữ đi tay này đó. Nếu mà nó không hiển hình ảnh á thì sau đó thì các bạn nhấn vào chữ là refresh meta data nha, đây này, cái hình mũi tên xoay này này, các bạn nhấn vào đấy, refresh lại. Nếu mà nó yêu cầu các bạn xin ký thì các bạn xin ký thôi. Đó. Các bạn chỉ cần nhấn nút là refresh thôi. Rồi sau đó các bạn đợi khoảng là vài phút nha, các bạn đợi khoảng là vài phút. Rồi các bạn lót lại trang thôi thì cái NFT đó nó sẽ hiển thị hình ảnh cho các bạn thôi nha. Các bạn đợi sau khi các bạn refresh metadata xong này thì các bạn đợi khoảng là vài phút thì nó sẽ hiện hình ảnh cho các bạn thôi. Đây này, các bạn đợi vài phút rồi các bạn lót lại web là nó sẽ hiển thị hình ảnh cho các bạn. Ok, còn đối với bạn nào mà không đủ nha, đối với bạn nào mà không đủ thì có thể là mình sẽ để các bạn nhấn, mình sẽ để lại cái bộ sưu tập của Odyssey Arbitrum luôn cho ở phần dưới phần mô tả video cho mọi người để mọi người có thể là mua nha, để mọi người có thể là mua. Và các bạn lưu ý luôn là nhìn, các bạn nhớ vào cái bộ sưu tập chính của Arbitrum Odyssey nha. Nhiều nhiều hiện tại thì những cái NFT Arbitrum Odyssey này nó lừa đảo khá là nhiều, có nghĩa là nhiều contract scam khá là nhiều đấy, cho nên là mình sẽ dẫn lại cái bộ sưu tập của Arbitrum Odyssey luôn. Thì đây là cái bộ sưu tập của Arbitrum Odyssey NFT đây nha. Đấy, cái bộ sưu tập này nó có contract cuối là 3752 nha, đầu là 0xFA này đó. Thì các bạn thấy cái phần nào mà chưa đủ thì có thể ấy thôi, những cái NFT nào chưa đủ thì đợi mình tí. Ok, nó hiện rồi nè, cái NFT hồi nãy của mình nó hiện rồi nè, đợi mình tí nha. Đấy, thì đây là cái bộ sưu tập của Arbitrum Odyssey. Đó. Thì nếu mà các bạn chưa đủ 12 này, cái bộ sưu tập Arbitrum Odyssey của các bạn mà chưa đủ 12 NFT thì các bạn kiểm tra thiếu những cái NFT của những dự án nào thì các bạn qua cái bộ sưu tập của Arbitrum Odyssey này để các bạn mua nha. Còn để so sánh được thì để xem là nhiều khi các bạn mua nhầm á thì các bạn có thể là qua cái nền tảng gà xí này, cái đường link của nền tảng gà xí này đó, nó sẽ hiện ra là đây là 15 của dự án nè, 15 dự án trong chiến dịch Odyssey của NFT và nó có hình ảnh của mỗi NFT luôn nè nha, và nó có tên của cái NFT đó luôn đây này nhé. Đấy, thì các bạn kiểm tra trong profile của các bạn bị thiếu cái NFT nào thì các bạn qua cái bộ sưu tập của Arbitrum Odyssey, các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn kéo xuống bên dưới ở cái mục cuối cùng đó là mục là category này nha, category này đây, các bạn nhấn vào đó. Đấy, các bạn thiếu cái tên nào thì các bạn chọn vào cái tên đó thì nó sẽ hiển thị ra cái NFT đó thôi nha, nó sẽ hiển thị ra cái NFT đó thôi đó. Thì mình sẽ lấy ví dụ đi, nếu mà các bạn đang thiếu cái NFT này đi, cái hình ảnh này đi, cái hình ảnh này đi, cái hình ảnh này, cái logo này,
cái tên dự án đó là Travel Scene The Lavender Sea này đây. Thì các bạn qua bộ sưu tập của Elvis Presley. Ở cái mục là Concert Series này, các bạn nhấn vào rồi các bạn tìm cái tên đó thôi nha. Travel gì? Travel in the Lightway này, Travel the này, Lavender này, đó, the Lavender này, các bạn nhấn vào. Đấy. Rồi các bạn tích vào tắt cái phần ở trên đi là nó hiện ra cái NFT thôi, cái logo đó thôi nha. Thì giá hiện tại nó tăng khá là cao ấy, bạn nào muốn mua cho đủ thì mua nha. Đấy. Các bạn có thể là ở trong cái này thì các bạn chọn vào phần đánh giá này. Chỗ phần filler á, ở phần price này, các bạn nhấn vào. Rồi chọn filler đó là low to high nha. Chọn là low to high có nghĩa là giá từ thấp đến cao á nha. Thì những NFT nào mà thấp thì nó sẽ đưa lên trên nhé, thấp nhất thì nó sẽ đưa lên trên cho các bạn. Các bạn muốn mua thì các bạn chỉ cần nhấn nút buy now thôi đó, rồi các bạn nhấn nút là confirm rồi các bạn buy thôi đấy nha. Còn nếu mà các bạn ví dụ các bạn đang thiếu những cái NFT nào đó chẳng hạn như là Dust Master này này nha, thì các bạn bỏ dấu tích này đi rồi các bạn tìm lại là Dust Master này nha. Đấy, tìm lại cái NFT Dust Master, các bạn nhấn vào. Nó sẽ hiện ra cái NFT thôi. Các bạn muốn mua thì các bạn buy mua thôi. Đó. Thì các bạn cứ vào element, vào profile element của các bạn rồi chọn bộ sưu tập Odyssey nha, Arbitrum Odyssey NFT. Sau đó các bạn so sánh với lại là bên gà xí này. Thiếu những cái NFT nào nha. Xem hình ảnh này, thiếu những cái NFT nào. Thì các bạn qua cái bộ sưu tập Arbitrum Odyssey NFT này các bạn mua thôi. Đấy, lựa chọn ra các bạn mua thôi nha. Mua cho đủ 12 NFT là được. Đấy. Các bạn mua cho đủ 12 NFT là được. Đấy. Nha. Mua cho đủ 12 NFT là được. Ok, thì sau khi các bạn đủ 12 NFT rồi các bạn đợi thôi, đợi qua ngày 30 tháng 11, ngày mai nó sẽ snapshot. Đấy. Nó snapshot xong thì ngày 1 tháng 12 nó sẽ công bố nha. Nó sẽ công bố. À, nó sẽ đưa ra cái đường link là claim cái NFT cuối cùng. Sau đó thì mình sẽ thông báo trên kênh Telegram cho mọi người. Để mọi người claim vào claim thôi. Và về unrob là dành cho những người nắm giữ cái NFT cuối cùng của Arbitrum Odyssey này, là để nhận được có unrob hay không, có unrob token hay không thì mình không rõ nha. Đấy, bạn nào muốn tham gia thì tham gia thôi. Ok, thì như vậy là cái video mình update lại cái chiến dịch Arbitrum Odyssey thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.